Xem ra hôm nay mình chắc chắn phải chết ở đây rồi. Niệm Niệm, tạm biệt. Mẹ không có cách nào ở bên con nữa. Lục Trạch Thừa, tạm biệt. Đơn Du Di à, thật muốn cho cô xem dáng vẻ thảm hại của cô trước khi chết. Dù sao cô cũng sắp nổ tung thành từng mảnh rồi. Lục Trạch Thừa, chủ nhiệm Lý, con của tôi sao rồi? Ê, đứa nhỏ này bẩm sinh tim đã kém phát triển, động mạch chủ tắc nghẽn nghiêm trọng, bình tĩnh vốn đã rất phức tạp, kéo dài đến bây giờ đã nặng lắm rồi. Dự đoán sơ bộ, tỷ lệ thành công của lần phẫu thuật này không cao. Chủ nhiệm Lý, ông là một trong những chuyên gia phẫu thuật tim mạch nổi tiếng toàn quốc, xin ông hãy nghĩ cách. Cô đừng như vậy, tôi vô cùng hiểu tâm trạng của cô. Nhưng mà bác sĩ cũng không phải là thần tiên, mà tuổi của con gái cô cũng còn rất nhỏ, tình trạng của người lớn và trẻ em không giống nhau. Trước giờ tôi chưa từng làm phẫu thuật cho bệnh nhân nhỏ tuổi như vậy. Không có cách nào khác nữa sao? Ừ. À đúng rồi, có một vị giáo sư tên là Tống Đức Chung. Ông ấy chủ yếu nghiên cứu về tim mạch của trẻ em. Chỉ chẳng qua là ông ấy vô cùng bận, cả ngày bay tới bay lui khắp thế giới. Nếu như cô có khả năng tìm được ông ấy, đứa trẻ này nó không chừng vẫn còn con đường sống. Cảm ơn chủ nhiệm Lý. Vì con gái tôi, tôi nhất định sẽ tìm bằng được giáo sư Tống. Được. Mẹ. Niệm Niệm, con tỉnh rồi, có còn thấy khó chịu không? Mẹ, con không khó chịu. Chỗ này có còn đau không? Có phải có hơi khó thở không? Có một chút ạ. Nhưng mà có mẹ ở đây, con không còn đau nữa. Xin lỗi con, mẹ là một người mẹ không đủ tư cách. Không phải đâu ạ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên cả thế giới luôn. Niệm Niệm, mẹ nhất định phải liên hệ được với giáo sư Tống, cầu xin ông ấy cứu con. Có một vị giáo sư tên Tống Đức Chung, ông ấy chủ yếu nghiên cứu về tim mạch của trẻ em. Nếu như cô có khả năng tìm được ông ấy, đứa trẻ này nói không chừng vẫn còn con đường sống. Chỉ chẳng qua là ông ấy vô cùng bận, cả ngày bay tới bay lui khắp cả thế giới. Người bình thường rất khó nắm được lịch trình của ông ấy. Từ từ sinh ra trong gia đình chuyên làm bác sĩ, trong nhà đời nào cũng có người làm bác sĩ ở đủ các lĩnh vực, có nhất định có cách tìm được giáo sư Tống. Chỉ là Lục Trạch Thừa, đây là thư tình em viết cho anh. Em thích anh. Đơn Du Di, không phải là cậu vẫn giúp Cảnh Thi viết thư tình đó sao? Nè, rõ ràng là cậu cũng thích Lục Trạch Thừa, rõ ràng người cùng cậu ấy trao đổi thư từ là cậu. Tại sao cậu còn phải may áo cưới cho Cảnh Thi chứ? Có phải não cậu bị uống nước rồi không? Từ từ, cậu nói nhỏ chút đi. Là cậu ấy thích Lục Trạch Thừa trước, mình không thể làm ra những chuyện như cướp bạn trai của bản thân được. Thêm nữa, thích cậu ấy là chuyện của riêng mình, cậu tuyệt đối đừng nói cho Cảnh Thi biết đó. Mình thấy là cậu đã bị Cảnh Thi lợi dụng rồi. Tôi chứng mắt nhất là loại người đạo đức giả như cậu ta đó. Từ từ, cậu đừng nói vậy. Cậu ấy có ơn với mình. Mình thấy cậu bị cậu ấy tẩy não rồi. Vậy được, mình và Cảnh Thi, cậu chỉ có thể chọn một người bạn thân thôi. Cậu chọn ai? Từ từ, cậu đừng như vậy mà. Đừng Du Di, Du Từ Từ mình đây không làm bạn với kẻ ngốc. Từ giờ về sau chúng ta cắt đứt quan hệ. Cậu đi mà làm trâu làm ngựa cho Cảnh Thi đi. Từ từ. Chỉ là năm đó Từ Từ đã tuyệt giao với mình rồi. Cậu ấy sẽ còn chịu giúp mình không? Alo, alo Từ Từ, là mình đây. Đơn Du Di, Từ Từ, mình có chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Mẹ ơi, bà ơi. Được, tình huống cụ thể đợi tôi nói chuyện với người có liên quan rồi tính. Ê, có bị thương không? Bạn nhỏ ở bệnh viện một mình đừng chạy lung tung. Chú, con không tìm thấy mẹ đâu cả.
Có phải con đi lạc rồi không? Con ở phòng bệnh nào? Chú dẫn con về nha. Con không biết. Vậy con tên gì? Chú, con tên Niệm Niệm. Niệm Niệm. Ba mẹ con tên gì? Cả số điện thoại nữa, con có nhớ không? Niệm Niệm không có ba, chỉ có mẹ và bà thôi. Niệm Niệm là đứa bé thông minh, tất nhiên sẽ nhớ số điện thoại của mẹ rồi. Tên của mẹ là... Tên của mẹ con là... Niệm Niệm. Ba, bà mới vừa đi vệ sinh, cháu đã chạy ra ngoài rồi. Thật là làm bà giật cả mình mà. Xin lỗi bà, Niệm Niệm biết sai rồi. Bà ơi, chú này là người tốt, đang đưa con về phòng đó. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Sau này đừng để đứa bé này chạy lung tung trong bệnh viện một mình nữa. Lỡ như gặp phải người xấu sẽ hối hận không kịp. Đúng vậy, sau này sẽ không đâu. Chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi thấy sắc mặt của đứa bé rất kém. Có tiện hỏi thăm một chút là bệnh gì không? Đứa trẻ này bị bệnh bẩm sinh, tim mạch phát triển không toàn diện. Mấy năm nay vẫn luôn phải điều trị suốt. Lần này đến bệnh viện lớn là vì muốn có kết quả tốt hơn. Niệm Niệm, tạm biệt chú đi. Tạm biệt chú à. Tạm biệt nhé. Chúng ta về phòng thôi. Không biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên gặp, đứa trẻ này lại khiến mình có cảm giác thân quen thật kỳ lạ. Niệm Niệm, sớm bình phục nhé. Niệm Niệm, vừa nãy bà nói con chạy ra ngoài hả? Lần sau con không được chạy lung tung như vậy nữa. Nếu không tìm thấy con, mẹ sẽ đau lòng lắm đó. Xin lỗi mẹ, con không dám nữa đâu. Vậy con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ đi đón một người, lát nữa sẽ quay lại với con, được không? Chuyện đại khái là như vậy. Anh Dương, tôi đã nắm được tình hình cơ bản của vụ án rồi. Để tôi quay về sắp xếp lại, rồi sẽ liên hệ với anh sau. Đây là đứa trẻ bị bệnh tim lúc nãy. Chú. Đúng lúc chú đi ngang qua nên ghé qua thăm con. Người nhà con đâu rồi? Mẹ đã ra ngoài có chút việc rồi, sẽ mau chóng quay về thôi. Mẹ con cũng vô trách nhiệm quá, lại bỏ con lại một mình ở đây. Chú, đừng có nói mẹ con như vậy. Một mình mẹ nuôi con lớn đã không dễ dàng gì. Mà bệnh của con còn tốn rất nhiều tiền nữa. Mẹ bận rộn như vậy đều là vì con cả. Vậy ba của con đâu? Mẹ không có nói. Nhưng mà con biết chắc chắn ba không thương con. Không cần con, ông ấy chưa từng đến thăm con. Xin lỗi, hình như chú không nên hỏi nhiều như vậy, phải không? Không sao đâu, Niệm Niệm có mẹ và bà. Trong bệnh viện có rất nhiều chú và dì thích con. Con đã rất mãn nguyện rồi. Niệm Niệm hiểu chuyện quá. Nếu như chú có thể có một đứa con giống như con vậy thì tốt quá. Lần sau chú đến sẽ mang quà cho Niệm Niệm nha, được không? Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng mà trước đó con phải dưỡng bệnh cho khỏe lại đã. Phải nghe lời mẹ, nghe lời bà, được không? Móc ngoéo nha. Sao vậy? Không quen mình nữa à? Từ từ. Chuyện năm đó, thật xin lỗi. Chuyện xưa như trái đất rồi, sao cậu cứ nhắc mãi vậy? Lúc đó chúng ta còn nhỏ, tuổi trẻ nông nổi mà. Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Đi thôi, đưa mình đi thăm con gái cậu. Từ lúc sinh ra, Niệm Niệm đã luôn phải nằm bệnh viện. Mình nợ con bé nhiều quá rồi. Đi thôi. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Niệm Niệm, con dậy rồi à? Có ngoan không?
con không có chạy ra ngoài nữa. Vừa nãy có chú kia đến thăm con, ngày mai còn đến tặng đồ chơi cho con nữa. Chú? Chú nào cơ? Niệm Niệm, chỗ này không phải ở quê, xung quanh đều là người quen. Chỗ này là thành phố lớn, sẽ có rất nhiều người xấu. Chú đó là người tốt mà. Lúc con đi lạc là chú đã cứu con. À, như vậy à. Vậy Niệm Niệm nè, lần sau chú đó đến nữa, mẹ sẽ cảm ơn trực tiếp với chú được không? Dạ được. Niệm Niệm lớn lên nhìn y như Lục Trạch Thừa bản mini vậy. Lục Trạch Thừa thật sự không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này sao? Ra ngoài rồi nói. Niệm Niệm, con nghỉ ngơi chút đi nhé. Mẹ và dì Du ra cửa nói chuyện một lát. Mẹ và dì sẽ không đi xa đâu. Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi được không? Dạ được. Dì Dì, năm đó không phải cậu nói tuyệt đối sẽ không phá hoại Lục Trạch Thừa và Cảnh Thi sao? Vậy thì Niệm Niệm ở đâu ra? Đây là ngoài ý muốn thôi. Lục học trưởng. Đừng Du Di, tôi không tìm thấy Cảnh Thi đâu hết. Cô là bạn thân nhất của cô ấy. Cô nói tôi biết đi, cô ấy ở đâu? Tôi không biết. Anh bỏ tôi ra trước. Chắc chắn là cô biết. Cô nói tôi biết đi có được không? Anh bỏ tôi ra trước đi. Tôi cầu xin cô nói tôi biết đi mà. Mấy năm nay chắc là cậu sống khổ lắm. Anh ấy đã cho mình một đứa con đáng yêu hiểu chuyện như vậy, có khổ hơn nữa cũng đáng. Cậu yên tâm, ba mình và giáo sư Tống cũng có giao tình. Mình nhất định sẽ hẹn được giáo sư Tống, sau đó điều trị cho Niệm Niệm. Từ từ, cảm ơn cậu. Alo. Dì Dì, em đang ở cửa hàng sao? Anh đến đón em. Buổi tối là buổi tiệc kinh doanh, em đi tham dự với anh đi. Hôm nay em thấy không khỏe nên không có ở cửa hàng. Không khỏe? Dì Dì, em không sao chứ? Em chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Anh đừng đến cửa hàng, để em đi tìm anh. Ai vậy? Hà Cẩn Ngôn, bạn trai hiện tại của mình. Từ từ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đợi khi nào có thời gian mình sẽ giải thích với cậu. Vậy được, cậu có việc thì cứ đi làm đi. Dì Dì. Dì Dì, mình nghe Cẩn Ngôn nói cậu bị bệnh rồi. Sao cậu không nói với mình? Có nặng không vậy? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Chuyện nhỏ thôi, bây giờ đang là giao mùa, cảm nhẹ cũng không thể xem thường được đâu. Ừ. Dì Dì, bộ váy dự tiệc của cậu thật đẹp quá. Trước đây sao chưa từng thấy cậu mặc vậy? Anh về rồi à? Tặng cho em nè. Mở ra xem đi. Tối nay mặc cho anh xem. Rõ ràng là của cậu đẹp hơn mà. Mình lúc nào cũng rất xinh đẹp mà, mọi người cũng nhìn quen rồi. Ngược lại cậu càng lúc càng xinh đẹp, phẩm vị càng lúc cũng càng tốt hơn. Hôm nay cậu còn xịt nước hoa nữa. Quả nhiên là có bạn trai rồi thì hiểu cách chăm chút cho bản thân hơn. Còn không phải sao, nếu như mà có thể, mình cũng không muốn đưa Di Di đến tham dự tiệc rượu này lắm. Tình nguyện nhốt lại trong nhà. Hà Cẩn Ngôn, cậu sến súa thật đó. Tình yêu chính là phải dõng dạc nói ra mới đúng chứ. Con gái cần phải có cảm giác an toàn, cứ giấu trong lòng, làm sao đối phương cảm nhận được. Cậu nói đúng không, Lục Đại Luật Sư? Cậu nói đúng không, Lục Đại Luật Sư? Ngài Hà đây nói rất đúng, tôi vẫn còn phải học tập Ngài Hà đây nhiều. Lục Đại Luật Sư chê cười rồi, ngài cũng là đại tài tử mà, tất nhiên không cần phải học cách theo đuổi con gái rồi. Con gái theo đuổi cậu nhiều như bèo trôi sông mà. Tôi tự thấy xấu hổ. Ngài Hà cần gì phải hạ thấp bản thân? Dựa vào thân thế và gia cảnh của cậu, con gái theo đuổi cậu không lẽ còn ít sao? Chỉ đáng tiếc là lòng tôi chỉ hướng về một người. Tôi chỉ muốn cưới Di Di thôi. Được rồi, được rồi. Chúng ta đừng đứng nói chuyện ngay trước cửa nữa. Chúng ta vào trong đi. Di Di, lát nữa còn có khiêu vũ nữa. Cậu tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Nhưng mà mình không biết khiêu vũ. Không sao, không phải đã có anh ở đây rồi sao? Anh có thể chỉ em. Hà Cẩn Ngôn, cậu càng lúc càng quá lố rồi.
Cứ chờ đi, lát nữa mình và A Thừa sẽ trở thành King và Queen trên sàn khiêu vũ. Không sao đâu, đừng căng thẳng, cứ chậm chậm theo bước anh là được. Em thật sự không biết khiêu vũ, hay là anh tìm người khác nhảy với anh đi. Em có thể qua bên kia ngồi chờ anh. Gì gì, anh là bạn trai của em mà, em để anh khiêu vũ với người khác à? Sao em không để ý gì đến anh hết vậy? Em không phải có ý này. Em không sao đâu, cứ nhảy đi. Em xem, như vậy không phải khá tốt sao? Em đó, rõ ràng là giỏi như vậy, chỉ là không có tự tin thôi. Đổi bạn nhảy đi. Lục Trạch Thừa, anh lại muốn làm gì? Lục Trạch Thừa, anh lại muốn làm gì? Đổi bạn nhảy thôi. Không phải trên sàn nhảy rất thường thấy sao? Cô hoang mang cái gì chứ? Anh buông tôi ra. Tôi không muốn hôm nay mu bàn chân bị cô dẫm sưng lên đâu. Vì gì? Hôm nay em thật xinh đẹp. Xin lỗi, em không cố ý. Không sao chứ, cứ bước chậm theo anh là được. Xin lỗi, em không giống Cảnh Thi, từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế. Thật sự em không biết nhảy. Vẫn nên trực tiếp vào chuyện chính thôi. Tại sao hôm nay mặc chiếc váy này? Tôi chỉ có chiếc váy này để mặc đi dự tiệc thôi. Vậy cô có còn nhớ lúc đó cô mặc chiếc váy này, tôi đã làm gì cô không? Ngài Lục, chúng ta đã kết thúc rồi, xin anh hãy tự trọng. Tự trọng là thế này hay là thế này? Đổi bạn nhảy. Di Di, từ từ. Di Di, sao tóc em rối cả rồi? Vừa nãy cúp điện hình như có người đụng phải em. Di Di, em sao vậy? Hình như em bị trẹo chân rồi. Chân bị trẹo sao không nói sớm? Đừng nhảy nữa, anh đưa em qua kia. A Thừa, anh nhìn gì vậy? À, không có gì. Thế nào, vừa nãy đổi bạn nhảy, anh nhảy với Di Di một đoạn, có phải cô ấy rất xinh đẹp không? Sao vậy? Em ghen à? Cũng có một chút. Ai kêu Di Di xinh đẹp quá làm chi? Trước kia lúc còn đi học, cô ấy còn chưa biết giảm phấn. Em đã phát hiện cô ấy rất xinh đẹp rồi. Bây giờ cô ấy biết trang điểm rồi thì càng xinh đẹp hơn. Đẹp hơn cả em à? Cái này anh muốn em nói thế nào? A Thừa, anh nói câu khách quan đi. Em và Di Di ai xinh đẹp hơn? A Thừa, anh nói câu khách quan đi. Em và Di Di ai xinh đẹp hơn? Anh do dự rồi. Anh không phải là cảm thấy Di Di xinh đẹp hơn em đó chứ? Không phải, chỉ là anh đột nhiên nhớ đến chuyện công việc. A Thừa, em nói cho anh biết,
em khen Di Di xinh đẹp chỉ là vì lịch sự thôi. Anh không thể cảm thấy như vậy được. Nếu không thì em sẽ giận đó. Yên tâm đi, không đâu mà. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Không sao, không cần đâu. Thử cử động xem. Vẫn ổn, chỉ là trầy xước nhẹ thôi, không có ảnh hưởng đến gân cốt. Lát nữa trên đường về, ghé mua một chai thuốc xoa bóp. Cảm ơn. Em còn nói cảm ơn anh nữa là anh sẽ giận thật đó. Chúng ta vốn dĩ là người yêu mà, không cần phải khách sáo như vậy. Ừ. Di Di, thời gian trôi qua nhanh quá. Mới nháy mắt chúng ta đều đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Còn nhớ năm đó lúc còn đi học, em còn là đại tài nữ của câu lạc bộ văn học. Trong câu lạc bộ còn có mấy nam sinh có ý với em, chỉ là không dám tỏ tình với em mà thôi. Sao có thể chứ? Lúc đó em quê mùa như vậy, tính cách cũng không được yêu thích. Sao có thể có người thích em được? Di Di, không lẽ em không biết em rất xinh đẹp sao? Mà em còn có một tâm hồn rất thú vị. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó câu lạc bộ văn học mở tiệc chúc mừng, em đã đọc một bài thơ, là bài Tôi yêu em lúc im lặng của Neruda. Tôi yêu lúc em im lặng, tự như em đã biến mất. Em lắng nghe tôi từ phía xa, thanh âm của tôi không đến được em, tựa như đôi mắt em đã bay đi. Như là một chiếc hôn khép môi em lại. Đây là 20 bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca của Neruda. Cô cũng thích thơ của ông ấy à? Thân gửi đến bạn Lục, gần đây đang đọc tuyển tập 20 bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca của Neruda. Thích nhất là bài thơ Tôi yêu lúc em im lặng. Không biết bạn Lục đã đọc qua chưa? À, cậu là đại tài tử nổi tiếng khắp trường, chắc chắn đã đọc từ lâu rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn chép lại một bản gửi cậu xem. Bởi vì mình thích lúc cậu im lặng. Không có, là Thi Thi thích. Tôi chỉ là đi cùng Thi Thi nên học lỡm được vài bài thôi. Tôi chỉ thuộc mỗi bài này. À, vậy à, thời gian không còn sớm nữa. Hôm nay Di Di không khỏe lắm. Chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây, hôm khác nói chuyện tiếp. Được thôi Di Di, cậu vẫn còn đang bệnh mà, mau chóng quay về nghỉ ngơi đi. Đi thôi. A Thừa, tối nay anh đến nhà em đi. Ba em lại lên cơn nghiện đánh cờ rồi. Cứ làm mầm lên đòi đánh cờ với anh thêm mấy ván nữa, được không? Được thôi. Sao vậy? Không sao, chỉ là vừa nãy chỗ trẹo chân lại đau rồi. Vậy thì em đừng đi nữa, để anh bế em. Lục Trạch Thừa, sao anh lại tìm được tôi? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Đừng dù gì, cô dám đánh tôi. Anh uống say rồi lại đến chỗ tôi làm bậy gì đó. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bao buông tôi ra. Anh. Cũng không phải chưa từng làm. Cô giả chết cái gì? Đừng dù gì. Cô sao vậy? Lục Trạch Thừa, tôi đau quá. Anh có biết là tôi vẫn luôn rất đau không? Anh có biết là tôi vẫn luôn rất đau không?
Chân cô bị thương rồi. Sao cô không nói sớm? Tôi không cần anh quan tâm. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Vết thương ở chân cô thực ra không nghiêm trọng đến vậy đâu, là vì bị thương lần hai trên vết thương cũ. Sau này phải chú ý hơn một chút. Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi Lục luật sư, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nhưng bây giờ trời đã tối lắm rồi, mời anh về cho. Đừng du di. Lục luật sư, tôi có bạn trai của mình. Bạn trai tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc tôi. Bạn gái của anh cũng đang đợi anh ở nhà. Cô chắc chứ? Nếu không thì sao? Có phải cô đang che giấu tôi chuyện gì không? Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Không lẽ anh ấy biết chuyện mình viết thư tình giúp Cảnh Thi? Hay là biết đến sự tồn tại của Niệm Niệm? Không, anh ấy không thể biết được. Tốt nhất là không có. Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện cô che giấu tôi chuyện gì. Nếu không... Tôi không có. Lục Trạch Thừa, tôi chỉ hy vọng anh và Cảnh Thi sống tốt cuộc đời của hai người, mà giữa chúng ta cũng đừng liên quan gì nữa. Sao em lại đến đây? Còn không phải tại anh tối qua uống say như vậy. Ba mẹ em đã nói là kêu anh ở lại nhà em đi, nhưng anh cứ đòi về. Cái này còn không phải là gì, sợ anh dậy sớm bị nhức đầu, cho nên em mới cố ý xuống bếp nấu canh giải rượu đem đến đây cho anh. Cảm ơn em. Em vào trong trước đi. Anh mau ăn đi, lúc còn nóng. Được. Áo khoác này của anh, mùi nước hoa này. Gì gì? Em vẫn ổn chứ? Vết thương trên chân em nặng hơn, sao không nói anh biết? Em không sao, đã giảm sưng rồi. Đã trễ vậy rồi, anh còn phải chăm ông nữa. Em không muốn anh chạy tới chạy lui. Đồ ngốc, anh là bạn trai của em mà, quan tâm em là chuyện nên làm. À đúng rồi, không phải trước đó chân em cũng không nghiêm trọng lắm sao? Sao đột nhiên lại nặng hơn vậy? Alo Thi Thi. Alo. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? À, chân mình bị thương rồi, mình đang ở bệnh viện. Mình tìm cậu có chút chuyện. Chúng ta lát nữa gặp mặt nói chuyện nha. Ờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngữ khí của Cảnh Thi hình như có gì đó không đúng. Di Di à? À. Sao vậy? Thật ra cũng không có gì đâu. Quan hệ vẫn tốt quá ha. Di Di, sao lại bị bong gân? Có nghiêm trọng không? Không sao, chiều là xuất viện rồi. Sao cậu tới đây? Hà Cẩn Ngôn, Di Di nhập viện từ tối qua, chắc giờ vẫn chưa ăn sáng. Hay cậu đi mua cho cậu ấy đi. Mình quên mất chuyện này. Đúng rồi, em muốn ăn gì? Gì cũng được. Được. Thi Thi, có chuyện gì phải nói riêng với mình sao? Di Di, thấy Cẩn Ngôn tốt với cậu như vậy, mình vẫn ngưỡng mộ quá. Luật sư Lục cũng tốt với cậu mà, anh ấy rất tốt. Nhưng mình cảm thấy anh ấy không giống 4 năm trước. Trước đây anh ấy tốt với mình là tốt từ trong tâm. Bây giờ cảm giác chỉ làm cho có. Thi Thi, cậu đừng lo được lo mất hoài. Di Di, cậu biết không, vì bữa tiệc tối qua mình đã mua váy mới, làm kiểu tóc mới. Mình bỏ công sức ra chân diện, nhưng từ mắt anh ấy,
mình không thấy chút tán thưởng hay bất ngờ nào. Thậm chí gì gì, cậu nói cho mình biết sao trên áo của A Thừa lại có mùi nước hoa của cậu không? Sao trên áo của A Thừa lại có mùi nước hoa của cậu? Zomer lên mùi hoa chuông, mùi ở salon ít ai dùng, giá không quá đắt, là thứ mà cậu mua nổi. Hôm qua lúc cậu ra mình đã ngửi được. Nghe mình giải thích, cậu biết không, tối qua ở nhà anh ấy uống say, ba mẹ mình muốn anh ấy ở lại, nhưng anh ấy lại nói có một đương sự muốn gặp đột xuất. Sao vậy? Cậu có vụ kiện nào muốn thuê anh ấy sao? Thì không phải như cậu nghĩ đâu. Vậy nói là như thế nào? Không thể để Cảnh Thi biết quan hệ giữa mình và Lục Trạch Thừa, nếu không sẽ không quay lại được như xưa nữa. Thì là như vậy. Tối qua mình khiêu vũ bị trật chân, lúc đó mình thấy không sao hết nên về luôn. Rồi lúc về nhà tự nhiên chân mình rất đau nên mình định đi bệnh viện. Lúc xuống lầu thì gặp anh ấy, anh ấy thấy mình đứng không vững nên đã đỡ mình, rồi đưa mình tới bệnh viện. Mình xin thề sau đó không có tiếp xúc cơ thể nữa. Cậu nói có thật hay không? Mình gọi điện hỏi A Thừa là sẽ biết ngay. Gì gì? Cậu là bạn thân nhất của mình, mong cậu không làm mình thất vọng. Alo. A Thừa, đoán xem em đang ở đâu? Ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Sao lại đi bệnh viện? Bị bệnh sao? Không có, hôm qua Di Di bị trật chân nên em tới bệnh viện thăm. Anh có biết chuyện này không? Anh có biết chuyện này không? Đúng là có chuyện đó. Tối qua cô ấy đau đứng không vững nên anh đưa tới bệnh viện. Em biết, Di Di nói với em rồi. Anh yên tâm, không phải em nghi ngờ anh đâu. Vậy anh làm việc đi, em ngồi chơi với Di Di. Di Di, xin lỗi cậu, mình trách lầm cậu rồi. Cậu biết không Di Di, nói ra cậu cười mình cũng được, nhưng A Thừa quá ưu tú, trước mặt anh ấy mình không hề tự tin. Cậu thêm anh ấy khác trước đây nên mình mới hơi đa nghi. Thì hồi đại học cậu là hoa khôi, gia cảnh cũng tốt, cậu mà không tự tin thì con gái bình thường như mình biết làm sao? Vì gì cậu không hiểu đâu, mình quá yêu A Thừa, trước mặt anh ấy sự tự tin của mình đều là hư vô. Thì cậu là người bạn gái duy nhất được luật sư Lục thừa nhận. Hơn nữa hai người gặp gia đình rồi, cậu cũng đừng lo quá, như vậy sẽ càng đẩy anh ấy ra xa. Di Di, chuyện lúc nãy mình hiểu lầm cậu, mình xin lỗi. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, bên cạnh A Thừa chắc chắn vẫn còn cô gái khác, mình sẽ lôi được cô ta ra, nếu không sẽ hổ thẹn với chính mình. Nếu không sẽ hổ thẹn với chính mình. Hổ thẹn cái gì? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì, tám nhảm thôi mà. Vậy sao? Di Di, cậu nghỉ ngơi đi, mấy bữa nữa mình lại tới thăm, đợi cậu khỏe lại rồi gặp sau. Mình về đây. Di Di, anh nhớ hồi em học đại học em thích ăn bánh trôi vị này nhất, không biết giờ có thay đổi chưa? Không ngờ anh còn nhớ, tới giờ em vẫn còn thích ăn. Vậy em ăn đi cho nóng. Niệm Niệm. Chú. Nè, lần trước chú hứa mua búp bê Barbie, có thích không? Dạ thích. Niệm Niệm ngoan, cô chuẩn bị tiêm cho con, có thể sẽ hơi đau, con phải dũng cảm nha.
Sao con dũng cảm vậy? Con không còn 3 tuổi nữa, đương nhiên là dũng cảm rồi. Vậy con mấy tuổi? 3 tuổi 2 tháng. Vậy đúng là không còn 3 tuổi nữa. Con vẫn chưa biết chú họ gì. Chú họ Lục, Lục Trạch Thừa. Chú Lục. Ngoan, lần sau chú lại tới thăm con. Dạ. Bà cố, chú lần trước mới tặng búp bê cho con, còn nói tên cho con nữa. Chú ấy họ Lục, Lục Trạch Thừa. Lục Trạch Thừa. Lục Trạch Thừa. Tên này nghe quen quá. Hình như nghe ở đâu rồi. Đúng là lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng giảm sút nhiều. Thôi không nghĩ nữa. Điềm Điềm, con có nói cảm ơn chú không? Dạ có, con có cảm ơn. Con là bé ngoan lễ phép mà. Điềm Điềm ngoan lắm, hiểu chuyện lắm. Mình hỏi giúp cậu rồi, giáo sư Tống cuối tháng này sẽ về. Lúc đó nhờ ông ấy khám cho Điềm Điềm, nhưng có phẫu thuật được hay không vẫn phải khám rồi mới biết được. Tư Tư, thật sự cảm ơn cậu. Vậy chúng ta không cần khách sáo vậy đâu. Đúng rồi, cậu đủ tiền không? Không đủ thì mình cho mượn. Cậu từ từ trả cũng được. Đủ mà. Tư Tư, mình đã từng làm cậu thất vọng, mà cậu vẫn hết lòng giúp mình. Mình, cậu nói gì vậy? Bạn bè với nhau là phải vậy chứ. Lúc cậu khổ sở mình sẽ giúp cậu, lúc cậu sống tốt mình cũng không đòi trả ơn. Mối quan hệ như vậy mới là tình bạn thật sự. Mình, Di Di, cậu thấy cậu và Cảnh Thi có phải tình bạn thật sự không? Mình biết hồi xưa ngoại cậu té gãy chân, cậu không có tiền chữa nên Cảnh Thi cho cậu mượn 10.000 tệ. Nhưng từ đó về sau, cậu ấy đòi hỏi rất nhiều từ cậu. Cậu nghĩ cậu ấy coi cậu là bạn thật sao? Cậu điểm danh giùm, làm bài tập giùm, mua đồ ăn sáng giùm, thậm chí còn viết thư tình giùm. Còn nhờ người mình thích cho cậu ấy, đó mà coi là bạn sao? Không, cậu giống người hầu hơn, là lá xanh làm nền cho bông hoa hồng. Nhưng mà mình không phải muốn chia rẽ các cậu, mà muốn cậu tỉnh táo hơn. Bây giờ cậu đã làm mẹ rồi. Điềm Điềm lại mang bệnh, phẫu thuật xong có thể phải uống thuốc cả đời. Đó là một chi phí rất lớn. Ba con bé ở ngay trước mặt, chỉ cần nói với anh ta, cậu sẽ không phải khổ nữa. Rốt cuộc cậu e ngại cái gì? Tư Tư, không phải mình e ngại, cũng không giả vờ thanh cao. Nhưng Lục Trạch Thừa không thích mình. Nếu anh ấy nói thích mình, mình có thể phản bội Cảnh Thi. Nhưng anh ấy không thích mình, mình biết làm sao được? Cậu là người trưởng thành rồi, thực tế chút được không? Thích nhiều tới mấy thì qua 5 năm, 10 năm cũng chẳng còn gì hết. Anh ta chịu trách nhiệm với Điềm Điềm thì quan tâm thích hay không làm gì? Thích hay không quan trọng vậy sao? Mấy cái đó mình đều biết, mình hiểu mà. Nhưng giờ mình muốn chữa cho Điềm Điềm đã. Được rồi, mình thuận miệng nói vậy thôi. Cuộc đời là của cậu mà, tự cậu làm chủ đi. Cảm ơn cậu nhiều nha Tư Tư. Trùng hợp quá. Không phải trùng hợp, do tôi ra đường quên xem lịch. Sao hai người ở đây? Phải báo cáo với anh hay sao? Tôi với cậu đâu có thù oán gì. Đúng là không có, tôi chỉ ngứa mắt mấy tên trai nam mù quáng thôi. Ý cậu là sao? Thôi, tôi không muốn nói nhiều nữa. Di Di, mình đi thôi. Đi. Tư Tư, mình ngứa mắt cái kiểu không biết gì mà cứ nhìn cậu như cậu mắc nợ hắn. Tư Tư, giờ anh ấy đang yêu Cảnh Thi rồi, mình cũng không muốn dây dưa nữa. Được, mình biết rồi. Di Di, Du Tư Tư, sao cậu lại ở đây? Cậu đã nước ngoài đào tạo rồi mà. Sao? Cậu được về nước, còn tôi thì không sao? Mình không có ý đó. Di Di, mình đang tìm cậu đây. Hôm nay có phim mới ra rạp, cậu rủ Hà Cẩn Ngôn đi xem chung đi. Nhưng tối nay mình phải... Mình mua vé hết rồi. Được,
Vậy tối mình đi cùng với cậu. Du Tư Tư, xin lỗi nha, không biết cậu cũng ở đây nên không mua vé cho cậu. Tôi không ham. Di Di, vậy mình đi đây, có gì thì gọi cho mình nha. Di Di, sao cậu lại liên lạc với cậu ta vậy? Cậu biết mình không hợp với cậu ta mà. Cậu làm vậy là phản bội tình bạn tụi mình đó, cậu biết không? Thi Thi, không phải như cậu nghĩ đâu. Chứ là sao? Không thể để Cảnh Thi biết Tư Tư đang liên hệ bác sĩ cho Niệm Niệm. Thì là mình gặp cậu ấy trên đường, nói chuyện vài câu thôi. Dù sao tụi mình cũng ở chung ký túc xá, không cần phải làm như kẻ thù. Thiệt không? Mình vẫn là một kẻ đáng khinh, chỉ biết liên tục nói dối. Vậy con nghe được. Di Di, mình nói cậu nghe, mình coi cậu là bạn thân nhất, nên cậu cũng phải coi mình là bạn thân nhất của cậu. Cậu không được tốt với người khác, nếu không mình sẽ buồn đó. Không có đâu. Nhưng bạn bè thực sự sẽ nói như vậy sao? Mình thất bại tới nỗi cái tình bạn cũng là giả sao? Cảm động quá. A Thừa, sau này mình cũng phải như phim, bên nhau cả đời không chia cách. Chắc chắn rồi. Đừng lo, có anh ở đây. Di Di, anh biết mình bên nhau chưa được lâu, giờ bàn chuyện kết hôn vẫn còn sớm. Nhưng hôm nay không khí phù hợp, anh không đợi nổi nữa. Di Di, em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý lấy anh không? Hà Cẩn Ngôn, cậu lãng mạn quá. Di Di, anh thề thốt với em cả đời, mãi mãi bảo vệ em, yêu em, trở thành chỗ dựa của em. Em cho anh cơ hội được không? Di Di, Di Di, cậu còn do dự gì nữa, mau đồng ý đi. Được. A Thừa, Cẩn Ngôn biết thể hiện thiệt đó. Sau này lúc anh cầu hôn em phải cảm động và lãng mạn hơn nữa đó. Anh thấy hơi mệt, anh về trước đi. A Thừa, A Thừa. A Thừa làm sao vậy? Nhìn mà có vẻ không vui. Di Di, cậu biết anh ấy bị làm sao không? Anh ấy là bạn trai cậu, làm sao mình biết được? Cũng đúng. Lục Trạch Thừa, đừng nói là anh đổi cáo vì tôi đồng ý cưới Hà Cẩn Ngôn nha. Nhưng anh lấy tư cách gì mà giận? Có cần anh đưa em lên không? Không cần đâu, có vài bước thôi. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Được, mai anh lại tới đón em. Ngủ ngon. Sao lại đồng ý cậu ta? Bỏ tôi ra. Trả lời đi. Anh làm gì vậy? Trả nhẫn cho cậu ta. Anh là gì mà tôi phải nghe theo anh? Ai cầu hôn cô cũng đồng ý, cô dễ dãi vậy sao? Dễ dãi sao? Đúng vậy đó. Tôi không dễ dãi thì sao lên giường với anh được? Sao cô cứ phải cưới Hà Cẩn Ngôn? Vì anh ấy yêu tôi, chịu cho tôi danh phận. Ở bên anh ấy tôi không cần lo mình mãi mãi là cái bóng đáng khinh. Đừng dù gì, tôi... Luật sư Lục, giữa chúng ta không còn dây dưa gì nữa. Sau này đừng tới tìm tôi. Di Di, anh đã nói với người nhà chuyện chúng ta sắp kết hôn. Họ đều rất tò mò về em. Mẹ anh kêu em cuối tuần này tới nhà anh chơi. Em tranh thủ thời gian được không?
Di Di, anh đang rất mong đợi đám cưới của tụi mình. Em yên tâm, anh sẽ cho em một đám cưới tuyệt vời và long trọng nhất trong khả năng của anh. Cẩn Ngôn, em nghĩ mình không nên lãng phí quá, nghi thức đơn giản là được rồi. Như vậy sao được, Di Di, em xứng đáng điều tốt đẹp nhất. Cẩn Ngôn, em chỉ sợ không gánh nổi tình yêu này. Vì anh ấy yêu tôi, chịu cho tôi danh phận. Ở bên anh ấy, tôi không cần lo mình mãi mãi là cái bóng đáng khinh. A Thừa, sao như người mất hồn vậy? Con thua rồi. Tôi thấy cậu không hề nghiêm túc chơi cờ với tôi. Sao? Không muốn chơi cờ với lão già này sao? Không phải, tại đột nhiên con nhớ ra có chút chuyện trong công việc. A Thừa, đừng trách tôi nói khó nghe. Con gái tôi thích cậu, nhất quyết đòi cưới cậu, nên tôi cũng nói thật luôn. Cậu rất thông minh, có rất nhiều chỗ để phát triển, nhưng lại cứ đi làm luật sư. Luật sư dù giỏi tới mấy cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Bác nói đúng, đúng là luật sư không kiếm được nhiều tiền. Nhưng nếu bác chỉ muốn tìm một cậu con rể giỏi kiếm tiền thì cần gì tìm con. Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Xin lỗi bác, văn phòng con có việc, xin phép không ở lại ăn cơm. Ba, A Thừa đâu rồi? Đi rồi, nói là có việc. Nói có mấy câu mà nó còn cãi ba. Nếu không vì con quá yêu nó thì sao ba phải nể mặt nó chứ? Ba, kiểm tra giúp con với. Con cứ cảm thấy A Thừa đang có người khác. Đây là quà hôm nay. Cảm ơn chú. Gần đây ngày nào chú cũng tới thăm con, đã tặng con rất nhiều quà rồi. Tốn nhiều tiền lắm đúng không? Chú là luật sư, kiếm được nhiều tiền lắm. Niệm Niệm, dạo này do công việc nên chú mới thường xuyên tới được. Sau này chắc không tới được nhiều nữa. Người lớn kiếm tiền rất vất vả, công việc quan trọng, chú không cần tới thường xuyên đâu. Nhưng chú đảm bảo sau này có dịp chú sẽ tới. Dạ. Mẹ ơi, Niệm Niệm dậy rồi sao? Sao ở đây có nhiều đồ chơi vậy? Của chú Lục tặng con đó. Mẹ ơi, chú ấy lợi hại lắm. Chú ấy là luật sư đó. Sau này lớn con cũng muốn làm luật sư. Luật sư? Họ Lục lại là luật sư? Không lẽ là Lục Trạch Thừa sao? Không thể nào. Không phải chỉ mình anh ta là luật sư họ Lục. Không trùng hợp vậy đâu. Niệm Niệm, con vẫn đang bị bệnh nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chơi đồ chơi cũng được, nhưng phải bớt lại nghe chưa? Không được chơi quá lâu. Mỗi ngày con chỉ chơi một chút. Giỏi lắm, nằm xuống đi con. Cô chủ, cô kêu tôi điều tra cô gái bên cạnh luật sư Lục. Tạm thời tôi không tra ra, nhưng gần đây anh ấy hơi khác thường. Anh ấy hay tới bệnh viện thăm một đứa bé. Hơn nữa, đứa bé rất giống anh ấy. Đứa bé nào? Đây là hình đứa bé. Đứa bé này với A Thừa rõ ràng như đúc từ một khuôn. Tôi đã nói anh ấy có người khác mà. Không ngờ con đã lớn tới vậy rồi. Có điều tra tiếp không? Có. Tôi muốn biết cô ta là ai. A Thừa, em vì anh mà bỏ chồng bỏ con về nước, nhưng anh lại lén có người khác sau lưng em, lại còn có cả con. Anh dám phụ lòng em thì đừng trách em ác. Thi Thi, sao cậu lại tới đây? Cậu làm sao vậy? Di Di, mình buồn quá. Đừng khóc, cứ từ từ nói. A Thừa đúng là có người khác rồi. Sao lại như vậy được? Cậu có hiểu lầm gì không? Sao lại không thể? Anh ấy không chỉ lén lút có người khác, mà con của họ cũng lớn rồi.
con sao? Cậu nhìn đi, chính là đứa bé này. Rõ ràng nó như đúc cùng một khuôn với A Thừa. Nói đó không phải con của A Thừa thì ai tin? Nói đó không phải con của A Thừa thì ai tin? Dì Dì, sao cậu không nói gì? Không có gì. Tấm hình này cậu lấy đâu ra vậy? Mình kêu vệ sĩ nhà mình điều tra. Cái đó không quan trọng. Cái chính là A Thừa. Không chỉ có người khác sau lưng mình mà còn có con nữa. Sao cậu không nói gì vậy Di Di? Trên đời rất nhiều người giống nhau, mặc dù không cùng huyết thống. Chưa nói đứa bé này có phải con anh ấy hay không. Dù đúng thì tuổi của nó chắc cũng là sau khi hai cậu chia tay mới có. Di Di, ý cậu là mình và A Thừa tám lạng nửa cân nên phải cho qua chuyện này sao? Mình không có ý đó. Di Di, cậu là bạn thân của mình, cậu phải bức xúc thay cho mình chứ, chứ không phải là dạy lý lẽ cho mình. Vậy cậu muốn làm sao? Làm sao hả? Phải tìm ra con hồ ly tinh đó. Dám giành trai với mình, cô ta chán sống rồi. Hồ ly tinh? Nếu mình quyết tâm là một hồ ly tinh thực thụ thì tốt rồi. Hôm nay mình sẽ nói luôn, dù cô ta là ai, dù là người thân nhất bên cạnh mình, nhưng dám giành người với mình thì mình sẽ không nương tay. Không được, Điềm Điềm bị lộ rồi, không thể ở bệnh viện đó nữa. Tiểu Lâm, tôi ra ngoài chút. Dạ. Đang ở tốt mà, sao tự nhiên lại đổi bệnh viện? Bà ngoại, giờ con không thể nói rõ được. Con phải cho Niệm Niệm chuyển viện. Không lẽ ba của Niệm Niệm tìm tới rồi sao? Không phải. Dì Dì, trước đây con từng mắc sai lầm và sinh ra Niệm Niệm. Không thể mắc sai lầm nữa. Một mình con nuôi nấng Niệm Niệm là vô cùng khó khăn. Ngoại cũng lớn tuổi rồi, không biết còn nuôi chắc được bao lâu. Nếu ba Niệm Niệm tìm tới rồi thì giao Niệm Niệm cho nó đi. Còn trẻ mà phải nuôi đứa con, sau này sao mà lấy chồng được? Bà ngoại, Niệm Niệm không phải là sai lầm, nó là cục cưng của con. Sau này ngoại đừng nói như vậy nữa. Từ nhỏ tới lớn con rất ngoan, sao giờ lại không chịu nghe lời vậy? Chúng ta đi thôi. Ngoại ngồi đi. Giỏi quá. Mình làm thủ tục nhập viện rồi. Viện trưởng là bạn của ba mình. Mình sẽ nhờ người canh chừng, không để người lạ vào phòng này. Cảm ơn cậu, cậu lại giúp mình nữa rồi. Vậy mời mình đi ăn đi. Đương nhiên rồi, muốn ăn gì mình mời. Cho hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi? Anh hỏi bé Niệm Niệm sao? Bé chuyển viện rồi, mới đi lúc nãy. Quán này được đó, ăn ở đây đi. Từ từ, bên kia có trung tâm thương mại, có hải sản ngon lắm, mình ăn cái đó đi. Thôi, hải sản cái gì, cậu phải để tiền chữa bệnh cho Niệm Niệm. Ăn chỗ này đi. Từ từ, mình không cần phải thấy gánh nặng. Mình kêu cậu mời đi ăn, chủ yếu là muốn nói chuyện thôi, đâu phải đòi ăn ngon. Thi Thi, cảm ơn cậu cho mình mượn tiền. Bà ngoại mình khỏe rồi. Để cảm ơn cậu, mình mời cậu đi ăn nha. Cậu muốn ăn gì? Cậu mời mình đi ăn sao? Giờ phải tranh thủ mới được. Gần trường mình có quán đồ Pháp ngon lắm, tụi mình đi ăn món Pháp đi. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. Mình đang nghĩ giữa người với người hình như không giống nhau. Đi thôi. Nói đi, sao lại cho Niệm Niệm chuyển viện? Cảnh Thi biết sự tồn tại của Niệm Niệm rồi. Mình sợ cậu ấy hại Niệm Niệm. Sao cậu ấy biết được? Lục Trạch Thừa thì sao? Cậu ta có biết hay không? Vệ sĩ nhà Cảnh Thi điều tra ra, Lục Trạch Thừa vẫn chưa biết. Nhưng mà mình sợ. Cậu sợ cái gì? Lúc cậu và Lục Trạch Thừa bên nhau, cậu ta đã chia tay Cảnh Thi từ lâu.
Cảnh Thi làm gì được cậu chứ? Mình đã hứa với Cảnh Thi là không giành Lục Trạch Thừa với cậu ấy. Mình có lỗi với cậu ấy. Làm ơn đi, cậu đừng lúc nào cũng áy náy vô lý như vậy được không? Là người thì phải có nhân tính của con người, nhưng cũng không thể đánh mất thú tính của loài động vật. Nếu cậu không có thú tính thì chỉ có thể làm kẻ bị bóc lột. Tư Tư, mình rất ngưỡng mộ cậu, luôn tươi mới và cởi mở như vậy. Chỉ cần cậu muốn thì cậu cũng có thể. Mình không giống như cậu. Sao lại không giống? Môi trường phát triển không giống nhau, không được giáo dục giống nhau, nên tính cách cũng khác nhau. Mình không bao giờ trở thành cậu được. Không sao, cậu hãy làm chính mình, vậy cũng tốt mà. Nhưng đừng quá khắt khe với bản thân. Ba, mẹ. Con trai về rồi sao? Cẩn Ngôn về đó hả? Đây là bạn gái con, Đơn Du Di. Con chào cô chú. Con trai, ăn cơm đi. Đi thôi. Di Di đúng không? Để đó cho giúp việc làm đi. Ai lại để khách mệt được? Dạ không sao, việc nhỏ thôi mà. Không sao, nhà tôi không thiếu giúp việc. Nếu cô muốn làm giúp việc thì tôi có thể giới thiệu cho người nhà tôi. Không cần cô tốn thời gian ở đây lấy lòng tôi. Không cần cô tốn thời gian ở đây lấy lòng tôi. Tôi nói thật luôn, đám cưới của cô và Cẩn Ngôn, tôi và ba nó không đồng ý. Khách đến chơi nhà, lúc nãy giữ thể diện cho cô nên mới không làm cô khó xử. Nhưng có vài chuyện vẫn cần phải nói rõ. Vợ Cẩn Ngôn dù không môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phải có tự tôn, là người trong sạch. Còn cô tuổi còn nhỏ, nhưng đã chưa chồng mà có con. Cẩn Ngôn chưa biết gì đúng không? Cô à, con, nhà tôi trong giới kinh doanh cũng là dạng có máu mặt. Tôi và ba nó không chấp nhận chuyện này. Nếu cô biết thân biết phận thì tìm cơ hội chủ động chia tay Cẩn Ngôn đi. Giải tán trong hòa bình đi. Coi như giữ thể diện cho cả đôi bên. Dạ con biết rồi. Di Di, ra ăn trái cây đi. Không cần đâu, em có việc nên về trước đi. Di Di, có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại về? Không sao, em có việc đột xuất. Vậy đợi anh chút, anh đưa em đi. Phải nói riêng với anh ấy thôi. Được. Di Di, nãy giờ anh đang nghĩ, có phải mẹ anh nói gì với em không? Mà kệ mẹ anh đi, anh với em. Cẩn Ngôn, chuyện kết hôn hay là thôi đi. Di Di, em nói gì? Hôm đó em đồng ý kết hôn, thực ra là để giữ thể diện cho anh, cũng cho em nhất thời xúc động. Em chưa sẵn sàng để kết hôn. Di Di, nếu em chưa sẵn sàng thì mình dời lại được mà. Di Di, anh thích em nhiều năm rồi, anh đợi được. Cẩn Ngôn, em xin lỗi. Tại sao? Thời gian qua chúng ta chung sống rất ổn mà, Di Di. Em không xứng với anh. Cẩn Ngôn, có một chuyện em còn giấu anh. Chuyện gì? Sau khi Cảnh Thi xuất ngoại, em đã quay lại với Lục Trạch Thừa. Hai tụi em còn có một đứa con. Em nói gì? Con người em hèn mọn, u ám, chìm đắm trong truyền lạc, chịu khổ rất nhiều vì Lục Trạch Thừa. Nhưng biết làm sao được, tình yêu chính là vô lý như vậy. Em biết anh ấy tệ với em. Anh ấy là tên khốn, nhưng em vẫn yêu anh ấy tới mất trí. Gì gì? Anh... Cẩn Ngôn, anh ưu tú như vậy, xứng đáng với người tốt hơn.
Không ổn rồi giám đốc, hai người bạn của chị đang cãi nhau trong cửa hàng. Cứ tưởng ai, hóa ra là luật sư Lục. Đàn ông vào tiệm giày phụ nữ làm gì vậy? Không lẽ bạn gái cậu không có chân nên cậu phải đi mua giày giùm sao? Du Tư Tư, Cảnh Thi nói không hề sai. Cậu đúng là kẻ điên thấy người liền cắn. Tốt tính như Đơn Du Di cũng không chơi được với cậu. Phải, tôi là kẻ điên, tôi khó chơi chung, nhưng vẫn tốt hơn kẻ mù quáng. Lời của kẻ thảo mai ham hư dinh như Cảnh Thi mà cũng tin được. Cũng may cậu là luật sư, không phải thẩm phán. Nếu không mỗi ngày không biết có bao nhiêu án quan. Ý cậu là sao? Đi mua thêm kính đi. Tôi không chấp nhận phụ nữ. Tránh ra. Cậu nói là tôi phải nghe sao? Cậu Tư Tư, sao cậu tới mà không báo trước? Dạo này có hàng mới về, mình dẫn cậu đi coi nha. Đi. Du Tư Tư, tôi không có thù oán gì với cậu. Mong lần sau chúng ta gặp lại, cậu biết tôn trọng tôi hơn. Nếu không đừng trách tôi dùng pháp luật. Tra nam, ngoài uy hiếp ra chẳng làm được gì. Tư Tư, cần gì đối đầu với anh ấy? Nhưng mình ngứa mắt bộ dạng đó. Anh ấy là luật sư, nếu tìm được tội danh gì trong bộ luật thì cậu sẽ gặp rắc rối đó. Cậu ta là luật sư, còn tôi là bác sĩ. Có giỏi thì cả đời đừng bệnh, đừng rơi vào tay của mình. Tư Tư, thôi được rồi, không nhắc hắn nữa. Sang mùa rồi, chọn cho mình vài đôi giày mới đi. Trốn cái gì? Chúng ta không cần gặp nhau đâu. Đơn Du Di, Lục Trạch Thừa, đừng quên anh có bạn gái rồi. Đừng bám lấy tôi nữa. Sao vậy? Tự nhiên thấy yêu tôi hay sao? Hình như cô hơi tự tin quá đó. Vậy cho hỏi anh đang làm gì vậy? Cô quên lúc trước cô tống tiền tôi 1 triệu sao? Nếu giờ tôi kiện cô ra tòa, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Anh uy hiếp tôi sao? Cô uy hiếp tôi trước mà. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đồng ý 2 điều kiện, tôi sẽ không kiện cô. Mình không thể ngồi tù vì không ai chăm sóc cho Niệm Niệm. Nói đi. 1, chia tay Hà Cẩn Ngôn. Được, dù sao cũng chia tay rồi. 2, tôi sẽ gửi hợp đồng cho cô, cô ký là được. Hợp đồng gì? Cô thích coi mình là món hàng để tôi phải trả tiền thì giao dịch này có thể tiếp tục tiến hành. Anh muốn khống chế tôi sao? Lục Trạch Thừa, đừng quên anh có bạn gái rồi. Bạn gái là để thương, chứ không phải để làm một công cụ. Anh làm tôi mắc ói quá. Tự cô chọn mà, không phải sao? Được, tôi sẽ ký. Vậy cho hỏi, vợ tôi đi được chưa? Đi, đi cùng nhau. Lục Trạch Thừa, đừng quá đáng quá. Hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ, tôi đang thực hiện quyền lợi thôi. Được. Quyền lực của anh đó. Bỏ ra, bỏ ra. Lục Trạch Thừa, tôi muốn nhắc nhở anh trước. 2 ngày nay người tôi không được khỏe. Nếu anh không muốn đẫm máu thì tùy anh. Tôi nấu nước đường nâu cho cô. Không cần đâu, tôi chỉ là con rối của anh, không gánh nổi sự quan tâm đó. Sao nhà cô lại có thuốc cho trẻ con? Không có gì, con của họ hàng tới nên mua. Họ hàng nào? Nhà tôi có mấy người, có người thân nào anh từng tìm hiểu chưa? Tôi nói ra anh cũng đâu có biết. Trước đây anh không quan tâm, giờ cũng khỏi cần đạo đức giả. Uống đi. Làm bạn gái luật sư Lục chắc là hạnh phúc lắm. Đủ rồi đó. Phải.
Tôi từ dưới quê lên, vô cùng hèn kém, không tốt bằng bạn tâm giao của anh, làm anh hài lòng. Vậy được chưa? Chúng ta đừng như vậy được không? Không lẽ 4 năm qua tôi không tốt sao? Cô muốn gì tôi cũng cho mà. Lục Trạch Thừa, cần gì giả ngu với tôi? Cái tôi muốn là gì? Không lẽ không biết sao? Cẩn Ngôn. Di Di, anh nghĩ kỹ rồi. Ai vậy? Di Di, anh nghĩ kỹ rồi. Ai vậy? Lục Trạch Thừa, cậu quay lại với Cảnh Thi rồi mà còn quấy rầy Di Di. Cậu là thằng khốn. Chuyện giữa chúng tôi liên quan gì tới cậu? Đừng đánh nhau nữa. Lục Trạch Thừa, tốt nhất cậu cút ngay cho tôi. Người nên cút là cậu đó. Đủ rồi, cút hết cho tôi. Di Di, tối qua anh nghĩ cả đêm rồi. Những gì em nói, anh đã nghĩ rất kỹ. Anh quyết định vẫn yêu em, cũng không quan tâm em từng sinh. Cẩn Ngôn, ra ngoài nói đi. Từng sinh. Cẩn Ngôn, chuyện đứa bé, Lục Trạch Thừa và Cảnh Thi đều không biết. Anh giữ bí mật giùm em được không? Em chưa nói cho cậu ta sao? Di Di, sao em khờ vậy? Lúc trước em không nói vì sợ anh ta nghĩ em muốn dùng con để ràng buộc. Bây giờ không nói vì sợ anh ta cướp con. Em không còn tình yêu nữa. Em không muốn mất luôn cả con. Cẩn Ngôn, giữ bí mật giúp em được không? Giữ bí mật giúp em được không? Anh đồng ý. Cảm ơn anh. Nhưng Di Di, anh vẫn muốn nói hết câu lúc nãy. Anh thích em. Anh thích nhân cách, suy nghĩ và tâm hồn em. Không chỉ thích ngoại hình hay thứ gì khác. Anh không để bụng em từng yêu người khác. Không để bụng em từng sinh con. Anh chỉ muốn ở bên em. Vợ của Cẩn Ngôn dù không môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phải là người tự tôn, trong sạch. Cô quên lúc trước tống tiền tôi 1 triệu sao? Nếu giờ tôi kiện cô ra tòa, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cẩn Ngôn, em xin lỗi. Vẫn không được sao? Di Di, rốt cuộc anh thua kém gì cậu ta? Anh tốt hơn mọi mặt. Tại em không đủ tốt, anh đừng tới tìm em nữa. Di Di, nói rõ với Hà Cẩn Ngôn chưa? Sao vậy? Không nỡ sao? Nếu đúng vậy, anh có thả tôi đi không? Không. Vậy tôi cần gì nói nữa? Lúc nãy cậu ta nói cô từng sinh là có ý gì? Từng sinh bệnh. Vậy sao? Bệnh gì vậy? Tôi đâu cần phải báo cáo với anh. Đương nhiên là cần. Lỡ là bệnh gì truyền nhiễm rồi lây sang tôi thì sao? Nếu cô không nói, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. Không thể đi bệnh viện, mình sẽ bị phát hiện từng sinh con. Anh biết mà. Mấy năm trước, lúc tôi về quê chăm bà ngoại, có từng mổ viêm ruột thừa. Hồi đó chưa hồi phục hẳn nên sức đề kháng giảm nhiều. Chưa từng sinh con chứ? Anh biết nói giỡn thiệt đó. Tôi thì lấy đâu ra con? Không có thì tốt. Nhưng sao tôi cứ thấy cô có chuyện giấu tôi? Ai cũng có bí mật. Không lẽ anh không giấu gì tôi sao? Chuyện này để tính sau. Tôi đi làm đi.
Cô chủ, tôi tra được thông tin đứa bé rồi. Nó tên Niệm Niệm, năm nay 3 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông tin đăng ký ở bệnh viện là... không có cha. Mẹ tên là Đơn Du Di. Anh nói gì? Đơn Du Di? Đúng là bạn thân của cô, Đơn Du Di. Hay lắm. Hèn gì tôi mãi không tìm ra kẻ bên cạnh A Thừa. Quá ra Hồ Ly Tinh đã ngay bên cạnh. Uổng công tôi tin tưởng cô ta, bí mật gì cũng nói với cô ta. Chắc cô ta cười nhạo tôi nhiều lắm. Cô chủ bớt giận. Tôi phải đối chất với cô ta. Không được. Ngoài mặt không được tỏ thái độ. Cô ta biết nhiều bí mật của tôi. Lỡ chó cùng dứt dậu bán đứng tôi. Bây giờ anh đi tìm con bé kia đi. Cô chủ muốn... một đứa bé bệnh tật, dù gặp chuyện gì chắc cũng rất bình thường. Không còn đứa bé đó, tôi không tin tôi thua cô ta. Thi Thi, sao cậu lại tới đây? Sắp sang mùa mới rồi mà. Mình tới tăng doanh thu cho cậu thôi. Vậy để mình giới thiệu cho. Đôi này là hàng mới, cậu xem đi. Dì Dì, mình quên chưa hỏi. Trước đây cậu học kiến trúc đúng không? Sao tự nhiên lại mở cửa hàng vậy? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Mình tò mò thôi mà. Mặc dù công việc ở cửa hàng vậy cũng không tệ, nhưng mà so với ngành mà cậu học, vị thế vẫn thấp hơn một chút. À, mình nhớ là lúc cậu học đại học, giảng viên của cậu không phải rất thích cậu sao? Còn mời cậu sau khi tốt nghiệp đến công ty của cô ấy làm mà. Sau đó sao lại không đi vậy? Sau đó sao lại không đi vậy? Đơn Du Di, cô quý trọng em như vậy, lao tâm khổ tứ đào tạo em, cho em những hạng mục và tài nguyên cao cấp, không lẽ lại để em về nhà sinh con sao? Xin lỗi cô, thật xin lỗi. Một cô gái xuất thân từ thôn quê trên núi như em, gia thế, bối cảnh, cái gì cũng không có, không nhớ lúc còn trẻ nỗ lực phấn đấu mà đòi về nhà sinh con. Đợi tới lúc em muốn quay lại, trong ngành không còn chỗ cho em nữa rồi. Tất cả những thứ em đang có sẽ không còn nữa đâu. Là vậy đó. Em vẫn kiên quyết rời đi sao? Cô ơi, chuyện sinh con đối với em rất quan trọng. Em thực sự xin lỗi cô. Đừng Du Di, em thật khiến cô quá thất vọng rồi. Em cút đi. Cút đi. Xin lỗi cô. Không có gì đâu. Làm thiết kế mệt mỏi quá. Cậu cũng biết sức khỏe mình không tốt mà. Mình cảm thấy công việc đơn giản nhẹ nhàng ở cửa hàng giày sẽ hợp với mình hơn. Vậy sao? Dì Dì, cậu không có giấu mình chuyện gì đó chứ? Mình có thể giấu cậu chuyện gì cơ chứ? Chuyện đã đến nước này mà cậu vẫn còn giả vờ với tôi. Nếu không phải tôi âm thầm điều tra ra rồi, thì không biết tôi còn bị cậu che mắt đến khi nào. Dì Dì, cậu biết tính cách con người của mình. Mình không thích người khác phản bội mình. Nếu như có một ngày mình phát hiện cậu phản bội mình, nhất định mình sẽ trở mặt thành thù với cậu. Tại sao Cảnh Thi lại nói mấy lời này vậy? Không lẽ cậu ấy phát hiện ra gì rồi? Niệm Niệm, đừng sợ. Di Di, đừng lo. Giáo sư Tống là ngôi sao sáng của khoa tim mạch nhi đồng. Ông ấy chắc chắn sẽ có cách. Qua đánh giá sơ bộ, tôi cho rằng có thể phẫu thuật. Chỉ là bệnh của con bé bây giờ đã rất nặng rồi, phẫu thuật nội soi không thích hợp. Tôi đề nghị trực tiếp mở lồng ngực. Mở lồng ngực sao? Tỷ lệ thành công cao không? Nếu như tôi mổ chính, tỷ lệ thành công có thể khống chế trên 70%. 70%? Như vậy đã cao lắm rồi. Giáo sư Tống, vậy chúng ta làm đi. Mình đã nói nhất định sẽ có cách mà. Được, nếu như người thân không có ý kiến gì nữa, 2 ngày tới cứ chuẩn bị sắp xếp phẫu thuật đi. Dạ được. Từ từ, lần này thật là cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu, mình đã không tìm được giáo sư Tống rồi. Thôi đừng cảm ơn, mình chỉ hy vọng cậu tỉnh táo chút.
hoặc là cắt đứt hoàn toàn với Lục Trạch Thừa đi, hoặc là tranh thủ vì mình lần cuối cùng. Bây giờ cậu cứ lấp la lấp lửng như vậy, không được làm người tốt mà làm người xấu cũng không xong, mình còn thấy khó cho cậu nữa là. Từ từ, mình sẽ suy nghĩ kỹ những lời cậu nói. Để Niệm Niệm làm phẫu thuật xong rồi mình sẽ suy nghĩ. Tiểu thư, cơ hội đến rồi. Hả? 2 ngày sau, con gái của Đơn Du Di sẽ làm phẫu thuật tim. Tốt lắm. Làm phẫu thuật vốn có nguy hiểm mà, lỡ xảy ra sự cố gì cũng bình thường, sẽ không có ai nghi ngờ. Đơn Du Di, đừng trách tôi ra tay độc ác, là cậu ép tôi. Tâm trạng không tệ nhỉ? Sao không hát nữa? Mất hứng rồi. Hôm nay nấu món gì vậy? Anh không biết tự nhìn nè. Không tệ nha, đều là món tôi thích. Là vì hôm nay tâm trạng tôi tốt, cho nên nấu thêm 2 món nữa, không liên quan gì đến anh. Làm phiền Lục đại luật sư, đừng có ảo tưởng nữa. Em thay đổi rồi, trước giờ em chưa từng nói chuyện như vậy. Em của khi đó rất hay cười. Nếu như Lục luật sư muốn tìm cảm giác gia đình, làm phiền ra cửa rẽ trái đi tìm Cảnh Thi đi, chỗ tôi không có phục vụ chuyện đó. Quan hệ giữa tôi và Cảnh Thi? A Thừa, anh đang làm chưa? Chưa. Sao vậy? Không có gì, gần đây mới mở một tiệm thịt nướng, em muốn hỏi anh có muốn đi chung không? Gần đây anh hơi bận, để hôm khác đi. Được, vậy thôi anh cứ bận đi, em không làm phiền anh nữa. A Thừa, trước kia anh chưa từng nói dối em, bây giờ anh còn vì người phụ nữ đó mà nói dối em rồi. Nhưng mà không sao, em không trách anh, bởi vì em sắp sửa cướp anh về rồi. Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng, ngồi xuống trước đi. Mà ngồi xuống đi, tin rằng sẽ có tin tốt sớm thôi. Dao, kim cầm máu. Máu đông nhanh quá, tuần hoàn ngoài quá chậm, thêm 10mg heparin. Không ổn rồi, chức năng gan của bệnh nhân xảy ra bất thường, huyết áp đang tụt rất nhanh. Không phải vậy chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Giáo sư bây giờ làm sao đây? Đừng quản, một người đi thông báo với người nhà bệnh nhân, những người khác tiếp tục công việc của mình. Dạ. Người nhà của Đơn Tiểu Niệm có mặt không? Có ạ, tôi là mẹ con bé, phẫu thuật thế nào rồi? Trong lúc phẫu thuật xảy ra sự cố, tình hình rất nguy hiểm. Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa. Đây là đơn thông báo bệnh tình nguy kịch, mời người thân ký tên. Bà ngoại, không phải nói tỷ lệ thành công rất cao hay sao? Không phải nói sẽ không xảy ra sự cố gì sao? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Trong lúc phẫu thuật xảy ra sự cố cũng không thể dự đoán được. Chuyện chúng tôi có thể làm là dốc hết sức cứu chữa. Đừng dọa mẹ mà. Đừng dọa mẹ mà. Lau mồ hôi. Tính mạng đã được đảm bảo rồi. Bác sĩ Lý Anh, may lại đi. Niệm Niệm thế nào rồi? Niệm Niệm không sao chứ? Tính mạng đã được đảm bảo an toàn. Cuộc phẫu thuật xem như cũng thành công rồi. Chỉ có điều... Đi thôi, về văn phòng rồi nói. Đơn tiểu thư, xin cô hãy lập tức báo cảnh sát. Giáo sư Tống, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người nghe tôi nói, phẫu thuật mở lồng ngực cần phải tiến hành tuần hoàn máu ngoài. Vì vậy chúng tôi sẽ tiêm heparin cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật, có tác dụng chống đông máu, chống nhiễm trùng. Nhưng lúc phẫu thuật được một nửa, đột nhiên bệnh nhân bị suy gan đột ngột. Trên lâm sàng điều này không thể nào xảy ra được, trừ khi là đã xảy ra vấn đề gì với heparin được tiêm vào.
Tất nhiên bây giờ cuộc phẫu thuật của Niệm Niệm cũng xem như thành công rồi, nhưng có ảnh hưởng lớn đến gan, cần phải tiến hành kiểm tra đánh giá lần nữa. Sợ là tình hình không tốt lắm. Đáng chết thật, rốt cuộc là ai lại vô trách nhiệm như vậy? Suýt chút nữa đã hại chết cháu gái của tôi rồi. Tôi cảm thấy cái này không phải là sự cố. Cho dù có phải là sự cố hay không, đều phải thông báo với bên cảnh sát phong tỏa bệnh viện trước, để tránh những người có liên quan phạm tội bỏ trốn. Từ từ, chúng ta báo cảnh sát đi. Trễ vậy rồi mà còn chưa về nữa. Đơn tiểu thư, qua điều tra bước đầu, sáng sớm hôm nay đúng là có người đã cải trang thành y tá để trà trộn vào bệnh viện. Rất nhiều camera đã quay lại được hình ảnh của đối tượng, chỉ là đối tượng rất cẩn thận, cả quá trình đều đeo khẩu trang, tạm thời vẫn chưa thể nhận dạng được. Chúng tôi đã tìm thấy trong thuốc này có thành phần của oxaliplatin. Đây vốn là thuốc để điều trị khối u, nhưng đối với chức năng gan có thương tổn nhất định. Nồng độ và liều lượng mà đối phương tiêm vào rất lớn, con gái cô vẫn còn nhỏ, cho nên mới dẫn đến suy gan cấp. Chúng tôi đánh giá sơ bộ, đây là vụ án cố tình làm hại người khác có mưu tính trước. Làm phiền các anh nhất định phải bắt được hắn. Xin cô cứ yên tâm, bên cảnh sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mong cô hãy thử nhớ lại, bình thường trong cuộc sống có lỡ gia chạm thù hằn gì với ai không? Dì Dì, cậu biết tính cách con người mình rồi đó. Mình không thích người khác phản bội mình. Nếu như có một ngày mình phát hiện cậu phản bội mình, mình nhất định sẽ trở mặt thành thù. Cảnh Thi, là cậu sao? Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Vậy tôi quay về trước đây. Nếu vụ án có tiến triển gì tôi sẽ thông báo ngay cho cô. Nè, Đơn tiểu thư, kết quả kiểm tra gan của Niệm Niệm đã có rồi. Bác sĩ, tình hình như thế nào? Không tốt lắm. Gan của Niệm Niệm thương tổn nghiêm trọng. Cô xem, phần lớn đều đã bị hoại tử rồi. Không chú ý là sẽ dở. Chức năng tạo máu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày không nói, mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng. Vậy ông có cách nào không? Tôi chuyên về tim mạch. Đối với mảng này không nghiên cứu nhiều, nhưng theo như kiến thức chung mà nói, cách tốt nhất bây giờ là tiến hành phẫu thuật ghép gan. Cụ thể thế nào thì cô có thể bàn bạc với bên bệnh viện. Được, vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn giáo sư Tống. Tối qua em đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Tôi đang nói chuyện với em đó. Anh có biết tôi mệt lắm không hả? Anh có thể đừng làm phiền tôi được không? Để tôi yên tĩnh một lát đi được không? Giúp tôi điều tra, Đơn Du Di rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh có biết tôi mệt lắm không hả? Anh có thể đừng làm phiền tôi được không? Để tôi yên tĩnh một lát đi được không? Luật sư Lục, có ủy thác mới, đối phương yêu cầu anh tự tay thực hiện. Anh có muốn xem một chút không? Bệnh viện Nhân Ái, đúng là khoảng 8 giờ sáng hôm qua, có người cải trang thành y tá trà trộn vào bệnh viện Nhân Ái, tiêm sai thuốc cho một bệnh nhân sắp tiến hành phẫu thuật, khiến việc điều trị xảy ra sự cố nghiêm trọng. Mặc dù đã được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân bây giờ đã thoát khỏi cửa tử, nhưng gây ra thương tổn nghiêm trọng đối với gan. Yêu cầu của bệnh viện là gì? Đồng ý chịu trách nhiệm giám sát không cẩn thận sẽ bồi thường cho bệnh nhân, nhưng không hy vọng sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên, ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện. Cho nên xin anh hãy ra mặt, tiến hành đàm phán với người nhà bệnh nhân, cố gắng riêng tư hết mức. Được, tôi nhận. Bệnh viện đã hẹn người nhà bệnh nhân 5 giờ chiều mai gặp mặt. Xin anh hãy đến đúng giờ hẹn. Tôi biết rồi. Luật sư bên đối phương tìm lại là Lục Trạch Thừa. Mình không thể nói chuyện với anh ta được, chỉ còn lại nhờ cả vào cậu đó. Nè nè, Du Tư Tư, cậu là người nhà bệnh nhân sao? Tôi
là bạn của người nhà bệnh nhân. Tôi cần phải nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Họ đâu rồi? Người nhà... Tôi chính là đại diện người nhà bệnh nhân. Ánh mắt thất thần, mắt đảo lung tung. Cậu đang hoang mang cái gì hả? Cậu nhìn lầm rồi. Tôi không hoang mang gì hết. Trước đây cậu gặp tôi không phải là thái độ này. Sao vậy? Cậu giết người à? Cậu đang nói bậy cái gì vậy? Chắc là tôi ngồi nhầm chỗ rồi. Tôi đi trước đi. Luật sư Lục, luật sư Lục. Bên bệnh viện vừa gọi điện thoại đến, nói người nhà bệnh nhân yêu cầu đổi luật sư, nếu không sẽ từ chối đàm phán. Có phải là anh đã nói gì đắc tội người ta rồi không? Đến người ta tôi còn chưa gặp nữa, sao mà đắc tội được? Vậy thì kỳ lạ quá. Cậu đem báo cáo chi tiết đưa cho tôi xem lại lần nữa. Được. À đúng rồi, đây là tài liệu mà bên bệnh viện mới vừa gửi đến. Anh xem qua đi. Bên trong còn có hình của bệnh nhân nữa. Niệm Niệm. Niệm Niệm. Luật sư Lục, anh biết bệnh nhân này sao? Nói chứ, anh với cô bé ấy nhìn giống nhau thật. Nếu không phải tôi biết anh còn chưa kết hôn, tôi sẽ nghi ngờ cô bé ấy có phải con anh không. Mẹ của cô bé tên gì? À, tôi suy nghĩ xem. Tên là một cái họ hiếm nên rất ít gặp. À, tôi nhớ ra rồi, họ Đơn, tên Đơn Du Di. À, đúng rồi, tên Đơn Du Di. Nè, nè, luật sư Lục, anh đi đâu vậy? Đơn Du Di, em đã sinh cho tôi một đứa con à? Không có. Em còn muốn che giấu đến lúc nào? Niệm Niệm là con tôi đúng không? Niệm Niệm là con của riêng tôi, không liên quan gì đến anh. Tôi không muốn làm ồn đến con. Tại sao không nói tôi biết? Tại sao không nói tôi biết? Lục Trạch Thừa, lời này của anh có thấy có lỗi với lương tâm không? Tôi chưa từng nói với anh à. Đang nghĩ gì vậy? À Thừa, văn phòng của em có một nữ đồng nghiệp mang thai rồi. Em đang nghĩ chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau như vậy, có phải em cũng mang thai rồi không? Đừng nghĩ lung tung nữa. Bây giờ em còn trẻ, không phải là lúc có con đâu. Được. Là tôi chưa từng nói với anh sao? Là anh không muốn thôi mà. Anh tự hỏi trái tim mình xem, anh có từng nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chưa? Anh có từng nghĩ chúng ta sẽ có con chưa? Tôi chỉ chẳng qua là vật thay thế trong lúc rảnh rỗi của anh thôi. Chỉ cần Cảnh Thi quay lại thì tôi sẽ trả chỗ lại, không phải sao? Cho nên trước kia em tìm tôi đòi tiền cũng là để trị bệnh cho con à? Vậy thì đã sao? Không phải thì đã sao? Em có thể nói thẳng với anh tại sao mà. Làm sao tôi dám quấy rầy đoạn tình duyên vừa nối lại của anh và Cảnh Thi? Con là của riêng tôi, không liên quan gì đến anh hết. Tôi là ba của con bé. Vậy thì đã sao? Chỉ cần tôi đánh chết cũng không thừa nhận. Cho dù anh tự đi làm kiểm định ADN, về mặt pháp luật vẫn là bằng chứng vô dụng thôi. Luật sư Lục làm về luật, chuyện này tôi không cần phải nhắc nhở anh đâu nhỉ. Từ khi nào em bắt đầu nghiên cứu luật rồi? Giờ phút của luật sư Lục. Mấy năm nay ở bên cạnh anh, nghe riết quen tai nên cũng học hỏi được đôi chút. Nhưng mà so với anh thì tôi vẫn còn kém xa lắm. Rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào? Trước khi tôi về nhà, thu dọn hết hành lý, chuyển ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Trước khi tôi về nhà, thu dọn hết hành lý, chuyển ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.
Đây không phải là thư mà năm đó Cảnh Thi viết cho mình hay sao? Mắt của anh thật đẹp. Bên trong có gió mát trăng thanh, núi cao sông dài, mây trời chim muông. Nhưng mắt của em càng đẹp hơn, bởi vì trong mắt em có anh. Làm sao để anh gặp được em vào thời khắc em xinh đẹp nhất? Em đã cầu nguyện trước Phật 500 năm, cầu xin Phật cho chúng ta kết một đoạn duyên trần. Phật liền cho em hóa thành một cái cây mọc ở gian con đường anh đi qua. Dưới ánh nắng cẩn thận nở đầy hoa, mỗi đóa đều là mong ước kiếp trước của em. Lúc anh đến gần, xin anh hãy lắng nghe. Chiếc lá đang rung rẩy đó chính là tình yêu bỗng cháy mà em chờ đợi. Sớm xem sắc trời, chiều ngắm mây, đi cũng nhớ người, núi có bóng cây, ngồi cũng nhớ người, cây có cành, lòng có bóng người, người chẳng hay. Lục Đại Thừa, cậu làm gì vậy? Mặc dù hồi trước tôi từng chửi cậu, nhưng giết người là phạm pháp đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tôi nhớ lúc còn đi học, cậu thích uống nhất là macchiato caramel. Không biết mấy năm nay khẩu vị có thay đổi không? Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ không khó chịu với cậu. Tôi là muốn hỏi cậu mấy câu. Có chuyện gì nói đi. Tại sao cậu tự dưng lại ghét tôi như vậy? Là vì Đơn Du Di sao? Tôi ghét cậu? Luật sư Lục đều là người lớn cả rồi, có câu thế này biết rõ rồi mà còn hỏi. Tôi muốn biết rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra với Đơn Du Di. Chuyện này cậu hỏi tôi, cậu không bằng đi hỏi thử bạn gái cậu mà xem. Cậu có ý gì? Ý gì à? Cậu từng hẹn hò với cả hai người họ, không lẽ cậu không phát hiện được gì sao? Chắc là cậu cũng không phát hiện được. Suy cho cùng, luật sư Lục đây có sức hút như vậy, lúc nào cũng có con gái theo đuổi cậu, cậu làm gì có khả năng đi tìm hiểu ai? Tôi muốn biết sự thật. Tôi nói chứ, sao tự dưng thay đổi khác hẳn vậy? Quá ra là cậu đều biết hết rồi. Không sai, năm đó người viết thư tình cho cậu và trao đổi thư từ với cậu là Di Di. Lục Trạch Thừa, cậu cũng không chịu động não nghĩ xem với trình độ não trỏng của Cảnh Thi có thể viết ra được câu từ gì hay ho chứ. Đừng nói là từ trong thơ ca, bàn đến triết học nhân sinh gì, sợ là cô ấy đến Trung Quỳ và Lý Quỳ còn không phân biệt nổi. Nhưng mà tại sao? Lục Trạch Thừa, năm đó phòng ký túc xá của chúng tôi có 6 người, Di Di là người tốt bụng nhất, người vui vẻ nhất, có thể ở cùng ai cũng đều rất vui vẻ. Nhưng từ khi cô ấy kết thân với Cảnh Thi, cô ấy liền mất đi tất cả mọi người. Cậu có biết tại vì sao không? Bởi vì Cảnh Thi giả tạo, bởi vì Di Di thiếu tình cảm, quá cô đơn. Rõ ràng là cô ấy cũng thích cậu, lại đi làm người giết thay, một cái bóng mà Cảnh Thi ngồi không hưởng lợi, lại nhận được tất cả tình cảm của cậu. Tôi không biết lúc đó là giết thay. Người tôi thích là cô gái cùng tôi viết thư thảo luận chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ lý tưởng và tâm sự. Cậu bày tỏ lòng mình với tôi thì có ích gì chứ? Tôi cũng đâu có thích cậu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Nhầm rồi, tất cả đều nhầm chỗ hết rồi. A Thừa, ba của bạn em gửi mấy thùng cua đến, em đem qua cho anh một thùng. Anh có ở nhà không? Xuống mở cửa giúp em với. Không cần, đợi anh về. A Thừa, để em giúp anh để cua vào trong tủ lạnh trước. Nè, đợi chút đã. Sao vậy? Anh nhớ lúc còn đi học, em viết thư cho anh, trong thư có nhắc đến mơ ước của em. Bây giờ sao rồi? Cái này đã qua lâu lắm rồi, em cũng quên mất rồi. Thêm nữa, ước mơ lúc nhỏ có khi nào thành sự thật đâu.
Nhưng mà hình như anh có hơi ấn tượng. Lúc đó trong thư em viết là em hy vọng trở thành nhà thiết kế hàng đầu, có phải không? À đúng, hình như em có viết thư nói với anh. Những người học thiết kế như bọn em, cơ bản mỗi người đều mong muốn như vậy mà. Nhưng mà hình như vừa nãy anh nói sai rồi. Trong thư em viết là hy vọng cả đời đều bình an vui vẻ, năm tháng tĩnh lặng. À thưa, em... Có biết đây là gì không? Cái này... Đây không phải là lúc đại học em viết thư cho anh sao? Nhìn nét chữ sao có hơi giống của Di Di vậy? Không phải là cậu ấy lén lút chép lại thư của chúng ta đó chứ? À thừa, mấy lá thư thôi mà. Anh chắc không phải là vì thư từ mà nghi ngờ em chứ? Mấy lá thư này đâu nói rõ được gì đâu. Thêm nữa, đúng thật là em không biết đã xảy ra chuyện gì. Có phải là nói dối quá nhiều rồi nên đến bản thân mình cũng tin không? Em đừng quên anh là luật sư, chưa nắm chắc được, anh sẽ không đánh rắn động cỏ. Bài kiểm tra điểm tuyệt đối 150 điểm, tốt nhất là em thề. Em chắc chắn những lá thư năm đó đều do em viết. Lúc đó do tôi mắc mụ, người mà tôi thích luôn là cô gái thú vị trao đổi thư từ với tôi, cùng nhau nói trời nói đất. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. A thừa, A thừa, anh đừng đi mà. Em thừa nhận chuyện trước đây em nhờ Di Di viết thư tình giúp em. Chuyện này em làm như vậy là không đúng. Nhưng mà em vẫn luôn thật lòng với anh mà. Đã bao nhiêu năm rồi, người em yêu vẫn luôn chỉ có anh. Đủ rồi, những thứ nhờ vào dối trá mà đạt được rồi cũng phải trả lại thôi. À thừa, em là thật lòng yêu anh. Vì anh mà em không ngại làm kẻ ác, cho nên em tuyệt đối không cho phép ai cướp anh đi. Rốt cuộc thì bao giờ mới có thể sắp xếp là phẫu thuật ghép gan cho Niệm Niệm vậy? Đây là do sơ sót của bên bệnh viện gây ra, các ông không thể không quan tâm được. Chúng tôi cũng muốn làm phẫu thuật cho Niệm Niệm sớm nhất có thể để cô bé sớm hồi phục sức khỏe. Nhưng bây giờ bệnh viện chúng tôi chưa có gan thích hợp, gan của cô cũng không thích hợp. Nè, thật ra không bột không gột nên hồ được mà. À đúng rồi, quên hỏi cô câu này, cô biết ba của cô bé đang ở đâu không? Nhóm máu của con cô thông thường đều là theo người ba cả. Nếu mà nhóm máu của cô không hợp, vậy ba của cô bé chắc chắn sẽ thích hợp. Chúng tôi đề nghị ghép từ gan người thân, như vậy khả năng xảy ra bất thường sẽ giảm thiểu đi. Dùng một từ để hình dung Thi Thi trong mắt cậu sẽ là từ nào? Tri kỷ. Anh ta chết rồi. Vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết. Không sao, xin bệnh viện hãy nhanh chóng sắp xếp nguồn gan khác cho Niệm Niệm đi. À vâng, à vâng. Xin cho hỏi chút, tình hình sức khỏe của đơn Niệm Niệm bây giờ thế nào rồi? Đây là thông tin bảo mật của bệnh viện, thứ lỗi tôi không thể nói cho anh được. À, thật ngại quá, cũng do tôi không nói rõ ràng. Tôi là luật sư do bên bệnh viện mời đến đàm phán. Để việc đàm phán thuận lợi hơn, tôi cần hiểu rõ trước bệnh tình của bệnh nhân. Sau khi Niệm Niệm phẫu thuật xong, về tim mạch thì không có vấn đề lớn, chỉ là gan bị thương tổn nghiêm trọng, cần phải lập tức phẫu thuật ghép gan. Nhưng nhóm máu của mẹ cô bé và cô bé không hợp, gan cũng không hợp. Tạm thời bệnh viện cũng không có nguồn gan thích hợp. Còn nghe mẹ của cô bé nói là ba của cô bé đã mất rồi, tạm thời bệnh viện không có cách khác, chỉ có thể dốc hết sức đền bù thôi. Vậy mà dám nói với người khác mình chết rồi. Đơn Du Di, em hận anh đến mức như vậy sao? Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Niệm Niệm, con nhất định phải mạnh mẽ. Niệm Niệm, con nhất định phải thật mạnh mẽ. Tôi là ba ruột của Niệm Niệm, dùng gan của tôi đi.
Thật sao? Thật sự có người tình nguyện hiến gan cho Niệm Niệm sao? Niệm Niệm sắp được làm phẫu thuật rồi. Đúng vậy, đối phương và Niệm Niệm có độ thích hợp rất cao. Vậy tôi có thể hỏi người đó là ai không? Tôi muốn gặp mặt cảm ơn người ta. Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, đừng nói chuyện này cho đơn Du Di biết. Cái này, bệnh viện chúng tôi áp dụng chính sách chung về hiến tạng. Hai bên không được biết thân phận của nhau, nếu không sẽ khiến gia đình của bên có nhiều ảnh hưởng không cần thiết. Được, vậy tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Đơn Du Di, có phải tôi đã nói trước khi tôi quay về phải thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi nhà tôi không? Chúng ta nói chuyện đi. Giữa chúng ta hình như không có chuyện gì để nói hết. Anh đã biết hết rồi. Năm đó người viết thư qua lại với anh là em. Thì sao? Không lẽ anh muốn tôi nói xin lỗi anh sao? Được, xin lỗi nha. Trước kia tôi không nên lừa gạt anh. Cho dù em có tin hay không, người anh thích vẫn luôn là cô gái viết thư cho anh năm đó. Anh tưởng cô gái đó là Cảnh Thi nên anh mới... Lục Trạch Thừa, bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ rồi. Tôi thừa nhận trước kia tôi rất thích anh, cũng vì chuyện này mà rất nỗ lực, cũng bỏ ra rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi tỉnh táo rồi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Trước đây là tôi lừa gạt anh trước, anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Chúng ta cứ xem như chuyện đã lỡ rồi đi. Chúng ta cứ xem như chuyện đã lỡ rồi đi. Thật sự anh không còn cơ hội chuộc lỗi lầm sao? Hà tất phải vậy? Được, chỉ là anh cảm thấy anh nên nói rõ với em. Anh muốn để em biết tình cảm mà em từng dành cho anh không phải là uổng phí. Chỉ là anh nhầm rồi. Lúc chúng ta ở bên nhau cũng không phải anh không yêu em, chỉ là anh không dám thừa nhận. Bởi vì như vậy sẽ phá hoại tình cảm tri kỷ trong lòng anh. Nếu như anh sớm biết người đó là em. Không ngờ lần đầu tiên nghe anh nói lời yêu lại là lúc chúng ta chia tay đã lâu như vậy rồi. Thay vì nói là chia tay thì nên nói là rời xa thì đúng hơn. Bởi vì anh vốn chưa từng chính thức thừa nhận. Xin lỗi. Không cần nói nữa, sau này không cần phải đến nữa. Cậu thích Lục Trạch Thừa bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ cuối cùng cậu ấy cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của Cảnh Thi, cũng đã rõ người cậu ấy thích luôn là cậu. Cậu lại từ chối cậu ấy. Tại sao vậy chứ? Từ từ, mình mệt rồi. Bây giờ mình không muốn hẹn hò yêu đương gì nữa cả, chỉ muốn bình an, nuôi Niệm Niệm lớn thành người. Nhưng mà rốt cuộc cậu thích cậu ta nhiều năm như vậy rồi, bây giờ lại từ bỏ, không phải là có lợi cho Cảnh Thi quá không? Thích và chờ đợi là chuyện rất mệt mỏi. Bây giờ mình đã mất hết năng lượng rồi. Cũng như cậu nói đó, hoặc là từ bỏ hoàn toàn, hoặc là phải đối chọi lại với Cảnh Thi. Mình lựa chọn từ bỏ hoàn toàn. Được, vậy mới là chị em tốt của mình. Chúc mừng cậu làm lại cuộc đời. Đơn tiểu thư, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi. Niệm Niệm có thể bắt đầu phẫu thuật rồi. Cảm ơn bác sĩ. Lục tiên sinh, bây giờ chúng tôi cần lấy đi một phần gan của anh để ghép gan cho Niệm Niệm. Xin hỏi, có phải anh xác nhận hiến tạng không? Bắt đầu phẫu thuật. Kim tim. Tiến hành nào. Bắt đầu thôi. Bác sĩ, sao rồi? Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Sau khi xác nhận không xảy ra tình trạng bất thường thì có thể xuất viện rồi. Tôi biết rồi. Bệnh nhân còn cần phải ở phòng sát trùng quan sát thêm mấy ngày. Hôm nay tạm thời không thể vào thăm, có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Ngày mai rồi đến. Cảm ơn bác sĩ. Mấy ngày nay cậu cứ trông chừng Niệm Niệm, không có thời gian nghỉ ngơi. Mau nhân lúc này quay về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, ngủ một giấc mai lại đến. Từ từ, mấy ngày nay cảm ơn cậu luôn ở bên mình. Khách sáo cái gì chứ. Vậy chúng ta mạnh ai về nhà nấy nghỉ ngơi nha. Mai gặp. Mai gặp.
Lục Trạch Thừa, mình mệt đến nỗi sinh ra ảo giác sao? Sao nấy lại ở bệnh viện được, còn nằm trên giường bệnh nữa? Xem ra mình phải về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng mới được. A Thừa, Diệm Anh thật sự hiến gan cho đội tạp chủng đó. Em sẽ không để mẹ con cô ta cướp mất anh đâu. Cho anh 500 vạn tìm một người phụ nữ tên Đơn Du Di. Tôi muốn để cô ta chết một cách khó coi nhất. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Cứu mạng! Có ai không? Nè, tuyệt đối đừng buông ra. Tuyệt đối đừng buông ra. Đây là điều khiển của quả bơm. Chỉ cần cô buông tay ra, quả bơm trên người cô sẽ lập tức phát nổ. Cảnh Thi, là tôi đây. Sao vậy? Cô ngạc nhiên lắm hả? Cảnh Thi, cậu đang làm gì vậy? Cậu mau thả mình ra đi. Tôi đang làm gì à? Đơn Du Di, tôi xem cô như bạn thân nhất của tôi. Cái gì cũng chia sẻ với cô, bí mật gì cũng nói với cô hết. Còn cô không những cướp bạn trai tôi, cô sinh ra một tiểu tạp chủng. Cậu biết hết cả rồi. Đơn Du Di, tôi và cô không còn là bạn bè gì nữa hết. Tôi hận đến mức muốn cô chết đi. Nhưng cái thứ phản bội làm xấu hổ tôi như cô, tôi lại không muốn để cô chết nhẹ nhàng quá. Có thấy quả bơm hẹn giờ trên người cô không? Nó có hai cách phát nổ. Chỉ cần cô thả lỏng nút điều khiển, bơm sẽ lập tức phát nổ. Cho dù cô cứ nắm chặt không buông, một khi đồng hồ đếm ngược đến số 0, nó cũng sẽ phát nổ. Tôi muốn nhìn thấy cô chết đi trong cô đơn và tuyệt vọng. Tôi muốn thấy cô trước khi chết gọi trời không thấu, gọi đất không hay, mới có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng tôi. Cảnh Thi, thực ra chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Lúc đó cô đã chia tay với Lục Trạch Thừa rồi. Cô cũng đã kết hôn rồi. Cô câm miệng. Cho dù lúc đó tôi đã chia tay với A Thừa, anh ấy cũng không phải người cô mơ tưởng có được đâu. Nhưng mà mình cũng thích anh ấy mà. Cảnh Thi, trước giờ mình chưa từng có suy nghĩ muốn cướp gì của cậu. Chỉ là cậu có được anh ấy rồi lại không trân trọng. Lúc cậu phản bội anh ấy ra nước ngoài, kết hôn sinh con với người khác, cậu có từng nghĩ đến anh ấy không? Cảnh Thi, cậu tự hỏi lòng mình xem, có phải mình cướp anh ấy không? Câm miệng, cô câm miệng lại đi. Đừng Du Di, cô có nói mấy cái này chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, đợi người đến cứu cô thôi. Tôi sẽ không mắc bẫy cô đâu. Cô ngoan ngoãn ở đó chờ chết đi. Cảnh Thi, Cảnh Thi, Cảnh Thi, cậu mau thả mình ra đi. Cậu làm như vậy là phạm pháp đó. Cảnh Thi, có ai không? Có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Có ai không? Bác sĩ Du, Niệm Niệm mỗi ngày chỉ có nửa tiếng để thăm thân thôi. Người nhà vẫn chưa đến sao? Tôi đang liên hệ. Sao mà Di Di còn chưa đến nữa? Điện thoại cũng không gọi được. Rốt cuộc lại đi đâu mất rồi? Lục Trạch Thừa, cậu bệnh viện làm gì vậy? Di Di đâu? Cậu biết cậu ấy đi đâu không? Tôi qua đây làm phẫu thuật nhỏ. Niệm Niệm vừa phẫu thuật ghép gan xong, cô ấy không ở lại bệnh viện trông chừng sao? Sao cậu biết Niệm Niệm vừa phẫu thuật xong? Bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng là không thấy Đơn Du Di đâu hết. Tôi không thể nào liên lạc được với cậu ấy. Không thấy cô ấy đâu sao? Cậu mau nói rõ sự tình cho tôi nghe xem, tôi cho người đi điều tra. Có ai không? Có người nào không? Có ai không? Có người nào không? Đừng hét nữa. Không có ai đến cứu cô đâu. Không ngờ cô vậy mà lại nắm chặt không buông. Tôi phải khen cô thật có nghị lực đó. Hay là nên nói cô tham sống sợ chết nhỉ? Cảnh Thi, tất cả đều vẫn còn kịp mà. Cậu đừng có sai càng thêm sai nữa. Không kịp nữa rồi Đơn Du Di.
Chúng ta đi đến bước này rồi. Bây giờ nếu không phải cô chết thì là tôi chết. Còn một tiếng nữa, cô cứ tiếp tục giãy giụa đi. Tôi đợi thời khắc cô nổ tan xác thành từng mảnh. Có ai không? Có ai không vậy? Mau đến cứu tôi với. Tôi không muốn chết ở đây. Có ai không? Có ai không? Xem ra hôm nay mình chắc chắn phải chết ở đây rồi. Niệm Niệm, tạm biệt. Mẹ không có cách nào ở bên con nữa. Lục Trạch Thừa, tạm biệt. Đơn Du Di à, thật muốn cho cô xem dáng vẻ thảm hại của cô trước khi chết. Dù sao cô cũng sắp nổ tung thành từng mảnh rồi. Lục Trạch Thừa, anh đừng qua đây có bơm đó. Anh đừng qua đây, anh mau đi đi, anh đừng có lo cho em. Anh có chạy đến đây có phải nghĩa là em đã bước vào trong tim của anh rồi không? Nhìn em một cái là đủ rồi, anh mau đi đi. Em đã bước vào tim anh từ lâu rồi. Thừa, cô gái này đối với anh quan trọng như vậy à? Quan trọng đến mức bảo hiểm tính mạng đến cứu cô ta. Người anh yêu rõ ràng là em mà. Cô ấy đúng là rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Còn nữa, cô ồn ào quá. Được, anh chọn cô ta có đúng không? Vậy anh với cô ta cùng làm một đôi quyên ương với địa ngục đi. Tôi muốn các người đều chết hết. Chết hết. Mặc kệ em đi, đừng lo cho em, anh mau đi đi. Anh cũng sẽ không chết. Anh quên mất anh là học sinh ưu tú mà. Anh hiểu nguyên lý của bom hẹn giờ. Anh có cách để nó ngừng lại. Đưa nút điều khiển cho anh. Không được. Tin anh, anh vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với em. Sao mà có thể nỡ chết được chứ? Bây giờ từ từ thôi. Đưa nút điều khiển cho anh. Hãy đưa nút điều khiển cho anh. Không được, Lục Đại Thừa, anh sẽ chết đó. Cho dù chết, nếu có thể chết chung với em thì anh cũng không tiếc nuối gì. Sắp hết thời gian rồi, mau lên. Vậy thì anh hứa với em, nếu mà không được thì chết chung. Anh yêu em. Lục Trạch Thừa, Đơn Du Di, xin lỗi. Kiếp sau để anh đến tìm em. Đơn Du Di, yêu thương em. Lục Trạch Thừa, Lục Trạch Thừa,
Lục Trạch Thừa, Lục Trạch Thừa, Lục Trạch Thừa. Di Di, rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi. Đừng cử động, cậu bị mảnh vỡ của bơm đổ trúng. Bây giờ não vẫn chấn động và bị thương nhẹ, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Lục Trạch Thừa đâu? Anh ấy sao rồi? Cậu mau nói cho mình biết đi, là sống hay chết, cậu mau nói đi. Di Di, chia buồn với cậu. Anh ấy chết rồi. Anh ấy vì để cứu cậu nên đã ôm quả bơm chạy ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, da thịt bị đốt cháy, căn bản không có khả năng sống sót. Được, mình biết rồi. Hai người ra ngoài đi. Mình muốn ở đây một mình nghỉ ngơi một lát. Di Di, yên tâm đi, mình còn Niệm Niệm và bà ngoại để chăm sóc nữa mà, sẽ không nghĩ quẩn đâu. Sao anh lại chết rồi chứ? Sao anh lại chết chứ? Trước đây mình toàn nói Lục Trạch Thừa là đàn ông cặn bã, còn chửi cậu ấy mấy lần, cảm thấy cậu ấy không yêu cậu chút nào cả. Không ngờ cậu ấy vừa hiến gan cho Niệm Niệm xong đã gắng gượng đi cứu cậu, thậm chí còn... May là Cảnh Thi cũng bị cảnh sát bắt giữ rồi, đời này của cô ta xem như xong rồi. Di Di, không sao chứ? Không sao. Di Di, đến lượt chúng ta rồi. Tư Tư, cậu có thể ra ngoài đợi mình không? Mình có vài lời muốn nói riêng với Lục Trạch Thừa. Mấy lá thư này làm viết cho anh hồi học đại học, vẫn luôn không có cơ hội gửi cho anh. Trước kia mỗi lần viết xong đều bị Cảnh Thi đem đi chép lại, dùng tên của cô ấy gửi cho anh. Em chỉ là một chiếc bóng vô danh. Lúc anh còn sống, em không có cơ hội gửi cho anh. Bây giờ anh chết rồi, em đốt cho anh, cũng không biết anh có thể nhận được không. Đây là bài thơ chúng ta cùng yêu thích, em muốn đọc cho anh nghe lần cuối cùng. Tình yêu sự im lặng của em, tự như em đã biến mất. Em lắng nghe tôi từ nơi xa, nhưng tiếng của tôi không đến được với em. Như thể đôi mắt em đã bay đi xa, như một chiếc hôn khép đôi môi em lại. Như khi cả thế giới tràn ngập vào hồn tôi, em xuất hiện trong tất cả mọi điều, lấp đầy tâm hồn tôi. Em giống như linh hồn tôi, một cánh bướm trong mơ. Em cũng tự như chữ buồn bã đó. Tôi yêu sự im lặng của em, tự như em đã đi xa. Em nghe thấy như tiếng ca thán, một cánh bướm như chim bồ câu. Em lắng nghe tôi từ nơi xa, nhưng tiếng của tôi không đến được với em. Hãy để cho tôi lặng lẽ trong sự im lặng của em, và để tôi dùng sự im lặng của em để trò chuyện với em. Sự im lặng đó sáng như ngọn đèn, đơn giản như chiếc nhẫn. Em giống như đêm tối có được cả chòm sao tĩnh lặng. Sự im lặng của em là sự tĩnh lặng của vì sao, xa xôi mà sáng tỏ. Tôi yêu sự im lặng của em, tự như em đã biến mất, xa xôi và đau thương. Tự như em đã chết đi. Lúc này một chữ, một nụ cười là đã đủ rồi. Mà tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi vì đó không phải là thật mà cảm thấy hạnh phúc.
Lục Trạch Thừa, anh chết rồi, em sẽ không đau buồn thay cho anh, cũng sẽ không nhớ đến anh. Có lẽ em sẽ lại yêu ai đó, hoặc có thể cứ sống thế này cả đời. Nhưng mà chúng ta đã hứa, kiếp sau em chờ anh đến tìm em. Anh đừng quên đó.